nấu. Khi mà lên tầng thứ hai anh bảy ở trên sẽ nấu ăn. Bây giờ anh em cũng ăn bánh xong nha, tiếp tục tầng thứ hai. Không biết tầng thứ hai sẽ gặp nhiều bữa thu không? Hy vọng anh em sẽ gặp nhiều bữa thu để có những video hay. Bây giờ thì chuẩn bị vô đồ về tiếp tục sang Bắc Đại Dương thôi. Sang Bắc này cũng cực khổ lắm mọi người. Đêm thì thức khuya đêm. Ngày thì ngủ tầm khoảng 4-5 tiếng đồng hồ để bắt đầu thức khuya đêm lại. Cứ khu vực trường xe này như vậy phải làm suốt khoảng hơn 25 hôm bắt đầu về. Hy vọng tăng này anh em bội thu để nhanh có hải sản về với gia đình nha mọi người. Cũng gần chục ngày rồi. Anh em xong xuôi hết rồi. Giờ nhảy xuống săn hải sản thôi. Nhảy trước. Rồi, giỏi rồi. Rồi, bắn luôn. Rồi, là tiếp tục xuống đại dương để mà săn bắt hải sản thôi. Chỗ này cũng là lòng hồ nha mọi người. Nước lòng hồ thì đa số là cát trắng với lại bụi rất là nhiều luôn. Cũng cạn thôi, tầm khoảng 3-4 xả tay. Có chỗ thì 5 xả tay. Đây vừa nhảy xuống là khu vực cát rồi mọi người. Cát lòng hồ thì nó cực kỳ bụi luôn. Không thấy đèn của anh em ở phía xe. Đây gẫm đang có cho hơi từ ganh ra. Vừa mới ăn bánh xong một tí thì nhảy tiếp tục tăng thứ hai luôn nè. Cứ tầm 20 ngày trở đi thì bánh khô anh em sẽ hết nha. Chủ yếu là ăn mì tôm sống. Tăng thứ ba thì anh em mới được ăn cơm. Đây là bèn dinh nè mọi người. Có đem máy quay xuống quay phụ với gẫm luôn. Đây chỗ này gẫm gặp một con két thèn cát. Két thèn này thì chủ yếu là ngủ quả cát như thế này thôi. Két thèn này ăn cũng ngon lắm mọi người. Và có một con cá mèo tiên này. Cái này thì anh em không có ăn. Chủ yếu là quay cảnh chơi kiển thôi. Hình như có con cá gì trong hang này. Rồi gẫm xiên được nè. Cái này gọi là cá mú nha mọi người. Mọi người xem những video thì cũng biết cá mú này tên gì rồi. Cái này gọi là cá mú quẹ. Còn gọi là cá mú ớt. Cái này thì vị tanh hơi nhiều một tí. Đây còn cái mèo tiền này. Cắm xiên nó cho nó không còn sống nha. Nó lại là cái ăn những con cái con á. Cắm phát hiện ra một con cua. Mọi người biết cái gì không? Cái này là cái nóc phi nha mọi người. Cái nóc phi thì anh em không dám ăn đâu. Vì sợ nó có nọc độc nó mọi người. Cái này chỉ biết chế biến thì mới dám ăn thôi. Chứ anh em gẫm thì chỉ ăn vào cái nọc nhím thôi. Nọc nhím thì ăn không có sợ say nha. Đây có một con cá băng cấp này. Cá băng cấp này thì cũng không ngon cho lắm đâu. Mọi người biết con gì đây không? Là một con ốc nha. Đây một con ốc bẹ này. Vì trong hồ cát nó đã phủ lên còn lấp con ốc rồi. Nhưng mà phía dưới này thì cực kỳ đẹp luôn. Đây khi bắt thì anh em sẽ lặn lên như thế này.
có ruột thì sẽ lấy. Wow, có một con cá bò hòm này mọi người. Đây Gẩm sẽ bắt tay ra. Cái bò hòm này nướng ăn cực kỳ ngon luôn. Cái vảy nó cực kỳ cứng nha, nên xiên cũng ít thịt nó lắm. Phải bắt tay như thế này. Gẩm phát hiện ra một con cá to trong cái hòn đá này rồi, nhưng mà chưa biết con cá gì, đang có lùa nó ra ngoài. Thì đây là con cá bò cát này mọi người. Cá bò cát này thì thương lái mua khoảng 25.000 một ký. Nhưng mà được những con cá bò cát này nó cũng to nha. Cứ được một con này thì tầm hơn một ký á. Cá bò cát này chủ yếu sống trong những hòn đá to, nhưng mà cũng ít đi rồi. Lâu lắm thì mới gặp một con. Những con cá bò thì ăn cực kỳ béo luôn. Phía xe là đèn của má anh em á, đang có kiếm hải sản nha. Vì trong hồ mà gặp những cụm san hô như thế này á, thì rất là mừng luôn. Tại vừa xuống cát lại gặp một con cá băng cấp này. Cái băng cấp này nó không có lớn to nha, tầm khoảng nửa ký hoặc là một ký là to rồi. Tại chỗ này có một con cá nữa nè mọi người. Wow, thì đây là cá đỏ nách này. Cá đỏ nách thì nó sẽ lớn to, có con tầm khoảng 5-7 ký nha mọi người. Nhưng mà hình như con này anh em sẽ sảy rồi. Đây, có một con cá bò hòm luôn. Wow, nó chạy rồi. Cái bò hòm thì Gẩm bắt tay không có được. Đây, con cá này thì mấy anh em sẽ ở ngay này, nó để xảy lại chỗ này nha. Nên cũng không may cho con cá này rồi mọi người. Gặp 8 thì siêu một cá được luôn nè. Cũng hên xui lắm. Cá thì siêu hên xui lắm mọi người. Có con tưởng dễ nhưng mà siêu rất là khó luôn. Con khó là siêu một phát được. Đây, con bò hòm hồi nãy nó xảy nè mọi người. Lần thứ hai mới được nè. Đây Gẩm cũng bỏ con cá băng cấp này vào luôn. Wow, phía xe có một con cá thèn nữa nè. Rồi, được rồi mọi người. Nó sẽ ngủ dưới cát, nhưng mà phía trên phải có những cái bụi rạn san hô. Wow, xảy rồi. Cá thèn này á, anh em chủ yếu là làm món kho thôi. Vì cái nạc nó bở nha, nên nó dễ thấm gia vị vào hơn. Còn nấu canh thì nó sẽ nhảy dây nước nên rất là khó ăn. Wow, trong cái lùm san hô này cá cực kỳ nhiều luôn. Nhưng mà những con cá đó thì anh em không có xương bắt nha. Vì giá của nó thì cực kỳ rẻ luôn. Khi muối về bán thì thương lái không có khi là không có mua luôn. Nên sẽ không xương bắt. Phía xe là bèn dinh nè. Không biết là bắt được con gì chỗ này. Phẩm đang có đi lại xem. Thì dây là cái con cá nóc, gọi là cá nóc nhím đó mọi người, với là đẻ luôn. Wow, con cá thèn này nó chạy khá là nhanh luôn. Có lẽ là đoạn ánh đèn á mọi người, nên nó sẽ chạy nhanh như thế. Những con cá chạy thì anh em khó siêng lắm. Rồi, cũng may là được nè. Cá thèn thì có cực kỳ nhiều loại nha. Đây phía xe có một con cá băng cấp nữa nè. Rồi được rồi mọi người. Mọi người phân biệt cho kỹ thì có hai loại băng cấp nha. Cái này gọi là cái băng cấp sộp đó mọi người. Cái băng cấp sộp thì cái miệng á, nó sẽ đỏ với cá mép nó màu vàng như thế này đây. Wow, nhưng mà con này bị con cá to ăn rồi. Đây nó để cắn rất hết cả mồi của con cá băng cấp sộp này. Bị con cá to cắn á, nên Gẩm sẽ siêng dễ hơn một tí này. Wow, có một con cá kẽn phía xe, còn gọi là cá dê béo nha. Cái này thì ăn ngon lắm, nhưng mà thương lái thì mua cực kỳ rẻ luôn mọi người. Vì cái này thì chủ yếu ăn tươi sống thì nó mới ngon thôi. Khi muối về
tự như con kén mắm vậy, nên cực kỳ rẻ luôn. Vì vậy anh em gặp thì xiên lên ăn, nếu mà không xiên được thì cũng không sao, vì con ké này thường lá mùa cực kỳ rẻ luôn. Thêm con ké băng cấp này, không biết là ké băng cấp sộp hoặc là ké băng cấp bình thường. Rồi, có lẽ là con ké băng cấp sộp rồi. Con này thì chưa có lớn to được, khoảng tầm hơn nửa ký thôi. Wow, chỗ này khá là nhiều cái kình luôn. Ké kình xanh nha. Cái này nếu tại khu vực còn đảo Phú Quý á, thì anh em sẽ xuyên bắt những con ké này. Nhưng mà khu vực Trường Sa thì không bắt làm chi đâu. Vì bắt lên mũi đé á, thì nó sẽ không tốt được con ké. Cái nẹt nó sẽ rập ra. Wow, Gẫm vừa xuyên một con ké sò dừa. Nhưng mà không được nói rồi, nó chạy cực kỳ nhanh luôn. Chú rùa biển này, gọi là lăng bông. Mọi người xem cũng phân biệt những chú rùa dưới đại dương rồi chứ. Nó sẽ có bè lại rùa nha, đồ mồi, vít về lăng bông. Có một con ốc mường hồ, nó để đu lên hòn đá cực kỳ cao luôn. Wow, nhưng mà nó để mượn về các con ốc đu con rồi mọi người. Tẩm thì kiếm những con ốc đu con có ruột để bắt, nhưng mà không có. Nhưng mà những con ốc bường hồn này nó lại kiếm được cá vỏ để mà chui vào. Cá vỏ của ốc đu con cũng cực kỳ được rẻ luôn. Hình như chỗ này mấy anh em cũng gặp một con cái nóc. Đúng rồi, một con cái nóc to là bành dinh nha. Wow, con cái nóc cực kỳ to luôn nè. Cái nóc nhím á, hơn 1 ký thì anh em sẽ bắt nuôi sống nha mọi người. Nuôi sống thì giá nó sẽ mắc gấp đôi. Wow, tới khu vực lùm san hô này mọi người. Thấy không? San hô cực kỳ nhiều luôn. Những cái lùm san hô sống á, vừa mới mọc lên á, thường là những con ké nó không ngủ vào nha. Tựa như là có một cái chất gì đó mọi người, nên ké ít ngủ những lùm san hô sống lắm. Đây là con nhum sò này. Hình như dưới này Gẫm phát hiện ra một con ké rồi đây. Là một con ké thèn. Cũng khá là nhiều loại nha mọi người. Đây có một con nhum nữa nè. Không biết có gạch không. Gẫm không có bắt đâu. Tại khu vực Trường Sa thì không có bắt nhum. Với lại cũng không bắt những con ốc linh nữa này luôn. Wow, một con đà bèn xanh, còn gọi là sầu riêng nha, hay là xe biển gai này mọi người, có khá là nhiều tên luôn. Tại khu vực đảo Phú Quý gọi là sầu riêng. Tại Gẫm là phát hiện ra một lùm san hô sống luôn, khá là to chỗ này luôn mọi người. Wow, những cái cây san hô nó dựng đứng lên như thế này đây, cực kỳ nhiều luôn. Cái lùm này cực kỳ to luôn nè. Đang có đi lên cái lùm chóp luôn. Đang có đi lên cái chóp nha mọi người. Lên là mặt nước á. Đây, tức lên là mặt nước này, càng cực kỳ luôn. Khu vực lăng hồ á, khi mà gặp những lùm san hô nào thì cực kỳ to và rộng luôn. Đây, Gẫm thấy một con ké phía dưới này đang có đi xuống nha. Đang có đi xuống xuyên con ké to mắt này. Wow, không được rồi, nó xảy rồi mọi người.
giờ gắm phải dừa con ké thôi. Hình như nó chạy đi chỗ nào rồi mọi người. Đây, gắm phát hiện ra một con ở phía trong này. Hình như con ké vừa rồi nó chạy về cái khe đé này này. Bây giờ gắm sẽ chui xuống cái khe này để mà xuyên con ké. Nhưng mà nó chui về hàng khá là sau luôn. Nhưng mà may mắn lại gắm phát hiện ra con gì này. Mọi người thấy kỹ không? Gắm đã phát hiện ra một con được tiền hơn con ké nha mọi người. Cực kỳ may mắn luôn. Nếu mà gắm xuyên được con ké thì cũng để bỏ đi rồi. Cũng may mắn là con ké này gắm xuyên không có được nha. Nên phát hiện ra một con ốc đuôi con này. Mọi người thấy không? Trong cái hang đá cực kỳ sâu luôn. Giờ gắm sẽ thật cái tay vào để bắt. Nhưng mà không được rồi. Mấy sợi dây lặn á mọi người. Cái sợi dây lặn dài bên ngoài á. Cái hang này thì cực kỳ hẹp luôn. Gắm chui về chưa được nha. Đây đang có phân sợi dây lặn xuống. Để cho nó khỏi vướng á mọi người. Vì cũng sợ phía trên cano kéo đi nha mọi người. Mọi người có thấy cái hang sâu không? Gắm chui về lút lon hang luôn nè. Không biết có lấy về được không? Con ốc này thì ở cực kỳ sâu vào lon hang luôn. Cũng may mà có con ké nó chạy nên gắm dòi vào mới thấy nha. Sợi dây lặn của gắm thì cũng kéo gắm ra rồi. Vì cano đang có kéo ra á. Được rồi nè, cực kỳ may mắn luôn. Cũng may mè sảy con ké mới gặp được con ốc này nha mọi người. Quá là to luôn nè. Con ốc này tầm khoảng hơn 2 kg, gần 2,5 kg đó. Đây, cái dây oxy này cũng xì ra một lỗ rồi. Nó sẽ thoát oxy này ra. Nên đi xuống nước sâu thì sẽ yếu hơi nha. Những cái dây mà bị phập như thế thì oxy nó cực kỳ yếu luôn. Tại mọi người thấy con ốc nó to không? Ốc đuôi con này thì cũng cực kỳ hiếm nha. Thế là may mắn luôn. Đây chỗ này cũng có con cá thèn này. Khu vực này cá thèn cũng khá là nhiều nha. Vì trong hồ chủ yếu là cá thèn nó sinh sống nhiều thôi. Với lại những con cá trắng á, mà chưa thấy con cá trắng nào hết. Wow, có một con cá nóc nhím nữa nè. Cái này nhỏ nên gặm sẽ xiên. Những con cá nhỏ thì anh em bắt buộc phải xiên lên để mà lấy dê phơi khô. Với lại lấy những cái nẹt cá nóc để mà chia cho anh em nha. Chứ anh em về thì chủ yếu là chia những con ké nóc thôi. Chứ những con ké kia thì anh em không có chia đâu. Chủ yếu là bán cho thương lái. Vì những con ké đó thì anh em cũng không ăn nhiều. Anh em đi khu vực đường xe chủ yếu là chia cá nạc ké nóc để mà ăn thôi. Tại chỗ này gắm phát hiện ra con cua này. Và 2 con luôn. Cua này thì anh em không có bắt nha mọi người. Cua này nó giống cua đỏ nhưng mà không phải cua đỏ. Cái màu nó thì đen thui luôn này. Với lá cá càng thì cực kỳ đen. Cua này nếu mà bắt thì cũng bắt lên cho cái bò dép ăn. Nhưng mà cũng nhiều rồi nên gắm không bắt nữa. Vì mấy tăng đầu tiên cũng bắt được mấy con rồi mọi người. Cái càng của nó màu đen như thế nào đây. Con cua đỏ thì nó màu đỏ, đỏ lòm luôn, đỏ chét luôn mọi người. Nhưng mà con này thì đen thui. Tại chỗ này là có một con cái nóc nhím thứ hai này.
hình như là nó thấy ánh đèn à. Nó nằm im ru dưới cái dạng san hô này luôn. Có lẽ nó cũng sợ ánh đèn đó mọi người. Cái nọ nhím này ăn cũng rất là ngon nha. Đây, đi nãy giờ mới phát hiện ra một con hải sâm này. Tăng đầu tiên thì hải sâm cực kỳ nhiều luôn. Nhưng mà không biết sao tăng thứ hai này lại không có hải sâm nha. Cũng tại khu vực cát này luôn. Nhưng mà nó không sinh sống tại khu vực này rồi. Thêm con cá thèn nữa này. Khu vực này thì có khá nhiều cá thèn, nhưng mà hải sâm thì nó ít hơn. Cũng là con hồ luôn, nhưng mà khu vực có những hải sản khác. Tại chỗ này là có một con dê béo tiếp này. Chảy luôn rồi. Chủ yếu xiên lên để mà nấu ăn thôi. Nhưng mà cũng không được nói rồi. Có lẽ là không cho anh em ăn những con cái ngon rồi mọi người. Cũng là con dê béo này nha. Khi mà muối về thì thương lái lại mua rất là rẻ luôn. Tầm khoảng 20.000 một ký đến 25.000 thôi. Nhưng mà khi còn tươi này ăn thì cực kỳ ngon. Rồi nó chạy cực kỳ xe luôn. Wow, hình như tới khu vực bãi cạn rồi. Tới cái gò san hô cạn rồi mọi người. Đây, đứng lên tới luôn nè. Anh em thì đi theo cái lằn gò á, nên tới khu vực này nước cực kỳ cạn luôn. Phía xe là cano của anh Bảy dọn lá nha. Đây là bạn Dinh nè. Phía xe là chú Hai. Anh em thì đang có tập trung lại chỗ này. Không biết là tới giờ chưa. Trời ơi, gò cạn mọi người. Đứng lên luôn. Chờ cano anh Bảy chạy vào. Cũng may mày tới khu vực cạn này cũng tới giờ thì anh em sẽ đứng lại được nghỉ ngơi một chút nè. Chứ lặn xuống nước thì anh em thở cái vòi oxy này quyền 2 tiếng rưỡi luôn nha. Không ngo lên mặt nước khi mà chưa tới giờ đó mọi người. Cano anh Bảy chạy về rồi. Chuẩn bị đi lên để ăn cơm. Khi anh em lặn dưới nước thì cano cũng chạy theo anh em nha. Anh em đi hướng nào thì cano sẽ chạy theo hướng đó. Lưu khi mà anh em tách dây riêng thì cano sẽ theo số đông nha mọi người. Khi mà một bên ba người thì cano sẽ theo ba người. Wow, con cái bò dép này nó cắn nguyên một lỗ to luôn nè. Đây, Gẫm sẽ đưa cho anh Bảy kéo lên nha. Và anh Bảy sẽ kéo những cái vật hải sản của anh em lên. Rồi sau đó anh em sẽ đu lên không. Bây giờ thì lên xem thành quả của anh em thôi. Chứ đi cũng khá là lâu rồi. 2 tiếng rưỡi đó mọi người. Bây giờ bạn Quyết mới đi lại nè. Bây giờ thì không có hải sâm mọi người. Cái chủ yếu là cái thèn với lại cái băng cấp sộp. Đây cái băng cấp sộp này. Cái
thèn này. Cái thèn này, cái thèn này ăn ngon lắm, kho ăn á. Rồi, để vào ít được ốc bẹ nha. Chỗ này gọi là ốc bẹ. Được cua đỏ này mọi người. Cua đỏ thì nó sẽ đỏ như thế này luôn, màu đỏ đậm luôn. Những con cua kia thì nó khác nha. Cua mà con bắt á. Ốc này anh em sẽ đi về bán, đi sống nha. Rồi, video cũng kết thúc tại đây. Đêm thứ bảy của mấy anh em. Bây giờ thì anh em nghỉ ngơi về ăn cơm. Có lẽ video cũng tạm dừng tại đây. Cảm ơn mọi người đã xem video. Cái mùa này trời còn thoải, anh em không đi khơi được nên hải sản cũng thưa thớt tại con hồ này. Nếu mọi người xem không thấy nhiều những con cá to thì mọi người thông cảm cho. Bây giờ thì anh em sẽ ăn cơm. Cảm ơn mọi người đã xem video. Giờ thì bye bye. We'll be right back.